Xúc Quyết Chí gửi chào đến các bác và toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của Xúc Quyết Chí. Lần đầu tiên Xúc gửi lời chào đến các bác và toàn thể anh em. Chúc các bác và toàn thể anh em một ngày mới thật vui vẻ, mạnh khỏe. Niềm đam mê súng ống của mình thì càng ngày càng theo đuổi các bác nhé. Ngày hôm nay Xúc dành chút thời gian để quay video giới thiệu các bác khẩu hai khẩu Kondo Talon các bác nhé. Trước khi vào giới thiệu cấu hình sản phẩm và báo giá thì em giới thiệu cho các bác về phương thức gửi đồ bên em. Xúc em có hai phương thức gửi đồ. Một là ship CD, hai là gửi xe các bác nhé. Ship CD, cây củ này em sẽ chia làm 2 hay làm 3. Các bác nhận được đơn nào kiểm tra hàng rồi đấy và mới phải thanh toán các bác nhé. Ship CD này bên shop em sẽ bao phí cho các bác. Các bác nhé, gửi xe này shop em sẽ gửi các bác nguyên cây. Lắp ráp, căn chỉnh, test ok, đóng cả cây gửi cho các bác nhé. Các bác nhận được đơn hàng thì kiểm tra qua chứ không đồ đồng kiểm. Vì hàng rất tế nhị, giữ an toàn cho các bác, cho nhà xe và cho shop các bác nhé. Các bác mà ưa thích cái củi này, một trong hai cái củi này thì shop tặng các bác một hộp đạn có 250 viên đến 300 viên các bác nhá. Và shop em bán hàng là có đặt cọc. Các bác đặt cọc cho em là 300 hay 400. Tiền đặt cọc các bác shop trừ vào tiền đơn hàng các bác nhận được các bác nhá. Các bác điện cho shop hai số, số điện là 0964 40493, số thứ hai 0859151102 các bác nhá. Hai số chính tên chính chủ. Shop luôn trực nghe máy để tư vấn cho các bác. Các bác và anh em mà ngại gọi điện thì kết bạn với shop Zalo hay số này, shop sẽ gửi hình ảnh video cho các bác để các bác tham khảo những cây củi là vừa mới tuyên đường các bác, để các bác alo cho shop các bác nhé. Sau đây em xin giới thiệu các bác cấu hình từ sản phẩm các bác nhé. Khẩu Kondo Talon van chữ Z này shop đang bán với giá là 6.100.000 các bác nhé. Giảm thanh là giảm thanh Sumo các bác nhé. Kính là kính Discovery, thông số là VTR 3.950 các bác nhé. Về cái kính này có vỉ cả đạn, các bác cài được 6 viên đạn lên các bác nhé. Cành là cành TK Hồng Kông 10 cương các bác nhé. Dùng được 3 là đạn chì lấm, sờ lung và xuyên phá các bác nhé. Ruột là ruột đồng, tay kéo inox các bác nhé. Tay cầm gỗ 2 mảnh, gỗ công đun vun các bác nhé. Càng ngày càng bóng chứ không bao giờ sợ các bác nhé. Cò là cò 3 mảnh có vòng ma các bác nhé. Van là van Super Well chữ Z các bác nhé. Bình là bình nhôm đít bằng sơn phủ lớp cho nó ngoài 0.35 các bác nhé. Và bình này các bác có thể bơm được 220 cân đến 250 cân các bác nhé. Cây củi là shop đảm bảo cho các bác làm 70-80 mét nhặt mồi các bác nhé. Cây thứ hai là cây Kondo Talon cấu hình cao các bác nhé. Giảm thanh là giảm thanh Sumo các bác nhé. Kính là kính BSA 4-16x14 các bác nhé. Kính này có hồng tâm giúp các bác bắn cả ban đêm các bác nhé. Cành là cành TK Hồng Kông 10 cương các bác nhé. Dùng được 3 đoạn chì lấm, sờ lung và xuyên phá các bác nhé. Ruột là ruột đồng, tay kéo reload các bác nhé. Tay kéo là các bác không giờ sợ gãy các bác nhé. Van là van Super Well các bác nhé. Bình là bình carbon 0.45 các bác nhé. Tay cầm là tay cầm gỗ 2 mảnh các bác nhé. Cò có 3 mảnh có vòng ma các bác nhé. Cây củi là shop đảm bảo cho các bác là 80-90 mét là nhặt mồi các bác nhé. Các bác đang xem video của shop, yêu quý shop để cho shop xin một like và nút đăng ký kênh để theo dõi shop. Mỗi ngày shop có động lực tải video lên và các bác được theo dõi cây củi là vừa mới tuyên đường các bác, thì các bác alo cho shop các bác nhé. Cây củi Kondo Talon cấu hình cao shop đang bán với giá là 8.200.000 các bác nhé. Các bác ưa thích cây củ nào điện cho shop. Em cảm ơn các bác đã dành chút thời gian để xem video của shop. Hẹn các bác và anh em vào những video sau. Em chào các bác và anh em.